Sáng ngày 27 tháng 3, nguồn tin từ đội tuần tra kiểm soát 61 thuộc phòng cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh cho hay, tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe cứu thương và xe buýt. Theo đó, khoảng 5 giờ 10 phút sáng cùng ngày, xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B do tài xế Dương Minh Phúc, 26 tuổi, ngụ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang điều khiển. Khi lưu thông qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh đã đâm vào phía sau chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 38B chạy cùng chiều vụ va chạm mạnh khiến đầu xe cứu thương biến dạng, người ngồi bên ghế phụ xe cứu thương bị thương, chiếc xe buýt chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phần đuôi. Nhận được tin báo, các cán bộ đội tuần tra kiểm soát 61 nhanh chóng đến ghi nhận hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra vụ tai nạn. Bước đầu nguyên nhân được xác định do tài xế xe cứu thương thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên xảy ra va chạm được biết xe cứu thương chở theo chiếc quan tài có một thi thể từ tỉnh tiền giang về tỉnh nghệ an sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông huy động một xe cứu thương khác đến hiện trường để tiếp tục chở thi thể này về quê hai chiếc xe xảy ra va chạm được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ